Hi, chào mọi người. Hôm nay Điện Thông Minh TB sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm điều khiển từ xa TB30A-1. Đây là thiết bị nó có cái anten gắn ngoài để cho nó thu tín hiệu được xa hơn. Thì trên cái thiết bị thì nó sẽ có một cái nút on off và một cái nút set. Đây, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách đấu nối trước. Thì cái công suất của cái này thì nó dưới dòng relay của nó là tiếp điểm thường đóng là nó là 40A. Dùng được cho máy bơm khoảng 2 ngựa trở xuống. Thì đây, cái chân này trên đây domino nó sẽ có đánh dấu là 1 2 3 4, chân số 1 là sẽ cấp lửa, chân số 2 cấp mắt và chân số 3 là ra mắt và chân số 4 là ra lửa. Khi cấp điện mọi người lưu ý là nhớ là chân số 1 là sẽ cấp lửa để nó ra chân số 4. Là khi mà đóng là chân số 4 sẽ là chân lửa. Còn nếu mà chúng ta đấu lửa vô số 2 thì chắc là số 3 với số 2 nó sẽ nối vô là cấp lửa này, rất nguy hiểm là tại lúc nào cũng có lửa hết, là lúc nào cũng có điện. Thì đây tôi đang hình dung cho mọi người cách đấu ngược này, đó, nó sẽ ra lửa này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đấu ngược lại. Cấp ngược lại. Ví dụ như bây giờ mình sẽ thay đổi, đây là cái cắm thì thay đổi. Còn người đấu thì nhớ chú ý, đây nó sẽ ra lửa này. Chân số 2 là mắt này, chân số 3 mắt này, chân số 4 sẽ ra lửa này. Đây. Đó, thì mình on này nó ra lửa này, đây. 1, 2 là nguồn vào, 3, 4 là nguồn ra. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ đấu vô một cái tải, đó là cái tải bóng đèn. Để em thử cho mọi người xem. Đây, trên đây nó sẽ có ký hiệu điện ra luôn. Khi mà đấu nối thì mà an toàn thì mọi người nên ngắt điện để cho an toàn khi mà mình đấu nối. Đây, nó ngược thì mình thử lại cho nó đúng rồi. Ok, đây bây giờ mình cái này là được cái sự công ty thiết kế và sử dụng được cái nguồn cách ly, nên khi mình rời vô anten nó không bị giật. Những cái sản phẩm mà dỏm trên thị trường á thì mình rời vô không khéo là rời vô cái anten này nó sẽ bị giật đó. Thì cái anten ấy, khi mà mình xài nó, dù nó lúc đầu nó sơn thì chúng ta sẽ không tiếp xúc với điện, nhưng sau một thời gian nó trầy xước gì đó thì mình thò vô nó sẽ bị giật điện. Thì cái phải sử dụng nguồn cách ly để nó an toàn hơn cho quá trình mình sử dụng. Đây, mình rời vô là không giật rồi. Đây, thì cái này thì nó sử dụng cái relay 40A, thì chúng ta sử dụng cho được máy bơm khoảng tầm 2 ngựa trở lại. Thì đây, cái cục điều khiển này nó có chức năng là nó học được remote trên 30 remote, và nó với thiết kế của nhà sản xuất ấy, thì nó được thiết kế với ba cái option. Đó là option thứ nhất là option cài đặt nhắn giữ remote, nút nhắn trên remote thì khi chúng ta nhắn giữ thì nó sẽ bật và khi chúng ta buông ra thì nó sẽ tắt. Rồi option thứ hai là nhắn giữ tắt mở trên cùng một nút nhắn, là nút A. Ví dụ như bây giờ ta cài vô nút A là bật và nút A sẽ là tắt. Rồi nó sẽ có option thứ ba là nút A bật và nút B tắt trên cùng hai nút. Thì chúng ta sẽ lựa chọn ba option. Rồi cái cục này, điều khiển này, thì cái bộ này nó sẽ học được trên 30 remote riêng biệt. Thì quá trình chúng ta sẽ cài được rất nhiều remote. Vì khi quá trình mà chúng ta xài remote hư hỏng hay mất thì chúng ta chỉ cần mua về chúng ta cài và sử dụng tiếp, không cần phải mua một bộ mới như một số thiết bị thông thường trên thị trường. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách set. Thì đây, trên đây mình sẽ có cái hướng dẫn cài đặt này, trên đây nó sẽ có hướng dẫn từng option này, rồi cách xóa này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh. Trên đây nó có nút set này, chúng ta dùng cái cây chúng ta chọt vô. Vì ở đây mình thiết kế theo cái cách đó là sử dụng hai nút, một nút để set và một nút điều khiển để cho thuận lợi hơn cho mọi người sử dụng. Vì tích hợp trên cùng một nút ấy, thì nó sẽ khó hơn cho người dùng, là cái cách khi mà người chúng ta cài đặt và setup thì nó tương đối khó. Hai nút riêng biệt thì lúc nào cũng vậy, nó sẽ rất dễ cho mình. Đây, mình sẽ đút cái cây vô mình nhắn. Ví dụ như bây giờ mình cài tắt mở trên hai nút riêng biệt, mình sẽ nhắn 3 lần. 1 2 3. Ví dụ như lỡ qua rồi thì giờ ví dụ như bây giờ mình nhắn một cái nút bất kỳ đi. Đó. Đó, nút A bật, nút B tắt, nút A bật, nút B tắt, đó. Rồi, bây giờ mình muốn cài tiếp một cái mod tiếp theo, mình sẽ nhắn tiếp. Option bây giờ là cái mod tiếp theo là bây giờ ví dụ như đây, nút C.
đó mình giữ nó tắt, mình giữ là nó bật, mình nó thả là tắt, mình giữ là nó bật, mình thả là nó tắt. Rồi mình sẽ tiếp tục trên cùng 1 2 là 2 nút, nút A. Rồi xong, buông tay ra, bật tắt, bật tắt là trên cùng 1 nút A. Đó, hiện tại là mình đang cài 3 remote này. Bây giờ mình cài remote thứ tư là nhấn mở trên cùng 2 nút. Đây, bây giờ remote thứ tư cũng A bật, B tắt đó. Thì khi mọi người nhắn là nhớ chú ý là khi mình nhắn là nó sẽ sáng một cục. Ví dụ như mình nhắn 3 lần này, 1, 2, 3, 3. Nó vô cái chương trình thứ hai là tắt mở trên cùng một nút này. Khi nhắn thì mọi người chú ý là mình nhắn riêng biệt. Đó, nút này vừa bật vừa tắt này, đó. Nó vô cái chương trình là nhắn giữ này, đó. Khi nhắn thì mọi người nhắn chịu khó là nhắn liên biệt, không ngắt quãng. Bây giờ 1, 2, 3 đó, mình sẽ nhắn thấy cái nó sáng lên là lúc này đang chờ hộp lệnh này. Nhắn nút A này bật này, chớp chớp là nó chờ tiếp nút B này, đó. Đó, nó học được rất nhiều remote. Đó, nó học được nhiều rất nhiều remote. Thì đây cách mình sẽ xóa nó đi, thì bây giờ mình cũng đơn giản lắm, mình nhảy đút cái cây vô mình nhắn. Trong vòng 8 lần thì nó sẽ xóa hết tất cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xong, bây giờ xóa này. Đó, bây giờ bấm nút nào cũng không được á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tích hợp lại. 1, 2, 3. Rồi. A bật, B tắt. Thì cái remote này với cái bộ này thì nó cho sẽ cho ta cái khoảng cách khoảng 500m tới 1000m. Và nếu mà muốn xa hơn nữa thì mọi người sử dụng các cái remote khác. Ví dụ như cái công ty nó sẽ có những cái mã remote, ví dụ như remote RM12, RM11, thì những cái remote đó nó sẽ phát cái công suất xa hơn. Còn cái anten này thì nó có chức năng là để thu cái sóng remote xa hơn, giúp chúng ta điều khiển được cái thiết bị nó xa hơn, tầm khoảng 1000m, 2000m tùy theo điều kiện của chúng ta. Là ví dụ như điều kiện mà nhiều cái khu vực đó có bị nhiễu sóng RF, hoặc là nó bị vật cản nhiều, xuyên tường xuyên vật cản nhiều, thì cái khoảng cách điều khiển của chúng ta sẽ giảm xuống. Rồi, chúc mọi người sử dụng sản phẩm hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.